Cô Hân chào các em trường trung học cơ sở Chu Văn An đã đến với môn khoa học tự nhiên 6. Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào, đồng thời biết được sinh vật đa bào cấu tạo cơ thể gồm nhiều tế bào. Vậy các tế bào trong cơ thể phối hợp với nhau như thế nào để thực hiện quá trình trao đổi chất giúp cơ thể sinh trưởng và phát triển? Hôm nay, cô trò mình tiếp tục tìm hiểu bài 20, các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào. Nội dung bài học ngày hôm nay gồm có 3 phần: từ tế bào đến mô, từ mô đến cơ quan và từ cơ quan đến cơ thể. Cô có 2 ví dụ sau: tế bào biểu bì lá và tế bào nhu mô lá. Tập hợp của các tế bào biểu bì lá sẽ tạo nên mô biểu bì lá, và tập hợp của tế bào nhu mô lá sẽ tạo nên mô mềm ở trong lá đó các em. Quan sát ở hình trên thì ta thấy mô biểu bì lá có cấu tạo hình dạng tương tự nhau. Kích thước của các tế bào trong mô không bằng nhau, nhưng sự chênh lệch của nó lại không quá lớn. Tương tự, các tế bào ở mô mềm cũng có hình dạng cấu tạo giống nhau, kích thước gần như nhau. Mô biểu bì lá và mô mềm lá kể trên là ví dụ chứng tỏ cấp độ tổ chức trong cơ thể từ tế bào đến mô. Rồi bây giờ cô ví dụ tiếp về hai loại tế bào ở trong động vật nè các em. Cô có tế bào cơ dạ dày và tế bào biểu bì dạ dày. Tập hợp của các tế bào cơ dạ dày sẽ tạo nên mô cơ dạ dày. Tập hợp của các tế bào biểu bì dạ dày sẽ tạo nên mô biểu bì dạ dày. Và các em cũng thấy tế bào mô cơ dạ dày có cấu tạo hình dạng tương tự nhau. Kích thước của các tế bào trong mô sao các em? À, nó cũng không có sự chênh lệch quá lớn đúng không các em? Nó cũng giống gần như nhau. Còn ở tế bào mô biểu bì dạ dày thì chúng ta thấy là có cấu tạo giống nhau, kích thước gần như nhau. Cơ thể người được cấu tạo từ những loại mô nào? Cho ví dụ, cơ thể người được cấu tạo bởi các mô liên kết, mô cơ vân, mô thượng bì, mô cơ trơn, mô cơ tim và mô thần kinh. Vậy, mô là gì? Mô là tập hợp một nhóm tế bào giống nhau về hình dạng và cùng thực hiện một chức năng nhất định. Ở mô thực vật thì có mô cơ bản, mô phân sinh, mô biểu bì, mô dẫn. Ở động vật thì chúng ta có mô cơ, mô thần kinh, mô liên kết, mô biểu bì. Các em chép phần này vô tập cho cô nhé. Chúng ta sang tiếp phần 2, từ mô đến cơ quan. Ở phần này, chúng ta cùng tìm hiểu mối quan hệ giữa mô đến cơ quan là gì. Trên đây là hình ảnh sơ đồ cấu tạo một phần của lá cây được nhìn dưới kính hiển vi có độ phóng đại rất lớn. Ta thấy lá cây được cấu tạo nên bởi các mô biểu bì, mô dậu, mô mềm. Mô dậu và mô mềm tạo thành mô cơ bản, mô dẫn, gồm các bó mạch. Còn đây là hình ảnh bên trong cơ quan dạ dày. Những mô tạo nên mô dạ dày: mô cơ, mô liên kết, mô thần kinh, mô biểu bì. Vậy cơ quan được tạo nên từ đâu? Cơ quan được tạo nên từ mô. Các em thấy đó, lá là cơ quan thực hiện chức năng quang hợp ở thực vật, dạ dày là cơ quan thực hiện tiêu hóa ở động vật. Vậy theo em cơ quan là gì? Cơ quan là tập hợp của nhiều mô cùng thực hiện một chức năng trong cơ thể. Cơ quan ở thực vật: rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt. Cơ quan ở động vật: dạ dày, ruột, rang, tim, phổi, mắt, mũi, miệng. Các em chép phần này vô tập cho cô. Các em hãy kể tên một số cơ quan trong cơ thể người và cho biết tim được cấu tạo từ những loại mô nào. Các cơ quan ở người thì gồm có dạ dày, ruột, rang, tim, phổi, mắt, mũi, miệng. Tim được cấu tạo bởi mô cơ tim, mô liên kết và mô thần kinh.
để tìm hiểu mối liên hệ giữa cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể kem cùng quan sát. Đại diện là một cây cà chua, kem hãy gọi tên các cơ quan tương ứng từ 1 đến 4. Số 1 là lá. Nhiệm vụ của lá là thực hiện chức năng quang hợp, tạo ra chất dinh dưỡng. Số 2 là hoa. Số 3 là quả. Hoa và quả thực hiện chức năng sinh sản. Số 4 là thân, vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cây. Các em hãy cho cô biết các hệ cơ quan cấu tạo nên cây cà chua. Có hai hệ là hệ chòi và hệ rễ. Hệ chòi thì gồm có lá, hoa, quả và thân. Hệ rễ, nhiệm vụ của nó là gì các em? À, hệ rễ làm nhiệm vụ hút nước và muối khoáng trong đất. Điều gì sẽ xảy ra nếu cây cà chua bị mất đi hệ rễ? Rễ là cơ quan thực hiện chức năng hút nước và khoáng chất cho cây. Nếu hệ rễ mất đi thì hệ chòi cũng không hoạt động được và cây cà chua sẽ chết. Ở người có những hệ cơ quan nào? Ở người có những hệ cơ quan sau: hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ vận động, hệ hô hấp, hệ bài tiết, hệ sinh dục. Các em hãy kể tên một số cơ quan cấu tạo nên hệ tiêu hóa ở người. Số 1 sẽ tương ứng với miệng. Số 2, thực quản. Số 3, tương ứng với dạ dày. Số 4, ruột non. Số 5, ruột già. Số 6, hậu môn. Chức năng của hệ tiêu hóa. Hệ tiêu hóa có chức năng co nghiền, co bóp, chuyển hóa thức ăn thành các chất dinh dưỡng cho cơ thể. Chúng ta làm bài tập. Người ta cho mình một cái bảng có các hệ cơ quan: hệ tiêu hóa, hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ bài tiết. Bây giờ các em sẽ tìm nên cơ quan cấu tạo nên hệ cơ quan đó và chức năng của hệ cơ quan. Hệ tiêu hóa thì chúng ta vừa tìm hiểu ở trên gồm có miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột. Chức năng của hệ tiêu hóa là gì các em? Tiêu hóa thức ăn trong cơ thể. Hệ tuần hoàn thì gồm có gì? Tim và mạch máu. Chức năng của hệ tuần hoàn: vận chuyển các chất trong cơ thể. Hệ thần kinh thì gồm có não, dây thần kinh, tủy sống. Chức năng của hệ thần kinh là gì? Điều khiển các hoạt động sống. Hệ hô hấp thì gồm có mũi, hầu, phổi, cơ hoành. Chức năng của hệ hô hấp là giúp cơ thể trao đổi khí với môi trường bên ngoài, thở. Và hệ bài tiết thì gồm có da, bàng quang, thận. Chức năng của hệ bài tiết là cân bằng bài tiết các chất không cần thiết ra khỏi cơ thể. Điều gì sẽ xảy ra nếu trong cơ thể có một hệ cơ quan nào đó ngừng hoạt động? Nếu trong cơ thể có một hệ cơ quan ngừng hoạt động thì cả cơ thể đó sẽ bị ảnh hưởng và các hệ cơ quan khác trong cơ thể cũng sẽ bị ảnh hưởng đó các em. Hệ cơ quan là tập hợp một số cơ quan cùng hoạt động để thực hiện một chức năng nhất định. Ở cơ thể thực vật, các hệ cơ quan được chia thành hệ chòi và hệ rễ. Ở cơ thể động vật, gồm một số hệ cơ quan như hệ vận động thì gồm có xương và cơ. Hệ tuần hoàn gồm có tim, mạch máu, máu. Hệ hô hấp thì gồm có mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản và phổi. Cơ thể đa bào được cấu tạo từ nhiều cơ quan và hệ cơ quan. Các cơ quan cùng thực hiện một chức năng tạo thành hệ cơ quan hoạt động thống nhất, nhịp nhàng để thực hiện chức năng sống. Em chép bài phần này phô tả cho cô. Cô có hình sau, các em hãy nêu tên các cấp độ tổ chức trong cơ thể tế bào tương ứng từ các số 1 đến 5 trong. Số 1 sẽ là tế bào, số 2 là mô, số 3 là cơ quan, số 4 là hệ cơ quan và số 5 là cơ thể. Đơn vị cấu tạo và chức năng cơ bản của mọi cơ thể sống là A. Mô, B. Tế bào, C. Cơ quan, D. Hệ cơ quan. Các em sẽ chọn đáp án câu nào? Chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B, tế bào. Trong cơ thể tế bào, tập hợp các tế bào giống nhau cùng thực hiện một chức năng nhất định được gọi là A, mô, B, tế bào, C, cơ quan, D, hệ cơ quan. Chúng ta chọn đáp án là câu A, mô. Kể tên các cơ quan thuộc hệ hô hấp ở người và cho biết mối liên hệ về chức năng của các cơ quan. Các cơ quan thuộc hô hấp ở người thì gồm có nè: mũi, khí quản,
phế quản, phổi. Các cơ quan cùng với phổi phối hợp hoạt động để thực hiện chức năng giúp cơ thể trao đổi khí với môi trường. Khi em tập thể dục, những cơ quan và hệ cơ quan nào trong cơ thể cùng phối hợp hoạt động? Khi mình tập thể dục, những cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể cùng phối hợp hoạt động là hệ vận động, hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ bài tiết và hệ tuần hoàn. Bài học hôm nay của cô trò mình kết thúc rồi. Các em về nhà học bài, chép bài đầy đủ vào tập và xem trước bài 21, thực hành quan sát sinh vật. Thì ở bài thực hành này, cô sẽ lấy điểm thực hành. Các em chuẩn bị cho cô một cái cây bất kỳ gồm có rễ, thân, lá, hoa càng tốt. Và một tờ giấy bìa cạc tông để chúng ta làm bài thực hành lấy điểm.